Đâu là chỗ dựa vững chắc nhất khi chúng ta bước vào tuổi già? Người tốt nhất trong cuộc đời của chúng ta có thể nói đó là chính chúng ta. Người xưa vẫn từng đã dạy chúng ta, giữa núi thì núi sẽ đổ, giữa người thì người sẽ ra đi. Hạnh phúc nhất là phải dựa vào chính mình. Thế nên khi chúng ta bước vào tuổi 50, điều tốt đẹp nhất để dựa vào đó là chính mình. Dựa vào cái gì rồi cũng không có bền vững bằng dựa vào bản thân của ta. Bất cứ một thời khắc nào đó, chúng ta cũng phải chuẩn bị một cái tinh thần, đó là can đảm để sống độc lập. Nếu như bạn đặt tất cả hy vọng cuộc sống của mình vào người khác thì khó mà có được một cuộc sống như ý muốn. Chỉ bằng hãy dựa vào chính mình, làm cho mình tự tin hơn trong cuộc sống thì mới được ổn định và không bao giờ bị đảo lộn bởi tác động của người bên ngoài. Tình bạn đẹp nhất đó chính là người bạn đời. Bạn đời sẽ là người ở bên cạnh ta lâu nhất trong cuộc đời này. Cha mẹ dù có yêu thương chúng ta đến mấy rồi cũng sẽ có ngày ra đi. Con cái khi trưởng thành, có sự nghiệp và có gia đình thì cũng không ở bên mình nữa. Chỉ có bạn đời là ở bên mình suốt chặng đường còn lại. Già đi cùng năm tháng và yêu thương nhau. Cho nên có thể nói đó chính là tình bạn đẹp nhất, hạnh phúc nhất và cũng lãng mạn nhất. Cái phúc lớn nhất của cuộc đời vẫn là con cái. Sau nửa đời người thì con cái đã trưởng thành, nó có chủ kiến riêng, có mục tiêu riêng để theo đuổi. Chính vì thế đừng có gò bó quá nhiều và cũng càng không nên ỷ lại vào con cái. Con cháu nó có cái phúc đức của nó. Chúng ta cứ sống tốt và đừng có quá bận tâm đến phúc đức của con cái mình. Con cái khi có gia đình riêng thì cũng sẽ có những áp lực của cuộc sống. Khi con cái có thời gian để về thăm nhà thì nó sẽ thăm nhiều hơn. Đó chính là một niềm hạnh phúc. Cho nên thay vì trói buộc con cái ở bên cạnh, hãy học cách là trân trọng tình yêu và hạnh phúc mà con cái mang lại. Con cái vẫn là một điều may mắn lớn nhất trong cuộc đời này, mang đến cho chúng ta một sự ấm áp, hạnh phúc rất là, có thể nói, không cái là phúc đức của một đời người.